con rất là vui và hạnh phúc vì được sự tin tưởng của ban lãnh đạo cũng như là ban huấn luyện của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, và đấy cũng là cái niềm vui của Hoàng, tại vì câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh là một câu lạc bộ có rất nhiều cầu thủ của cũng là người xứ Nghệ, và Hoàng đến đây với mục tiêu là cố gắng giúp câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn và giành được nhiều cái trận thắng. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi được là một thành viên trong đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở đây mọi người rất là giúp đỡ tôi và giúp tôi có cơ hội để tập luyện và phát triển chuyên môn. Mùa giải này còn hết sức có thể để có thể giúp đỡ đội hết cỡ. Em sẽ dùng 100% toàn bộ năng lực của mình để có thể giúp đội ghi bàn, giúp đội kiến tạo và giúp thắng những trận đấu. Trọng Hoàng thì mọi người cũng biết rồi, cái yếu tố kinh nghiệm và cái sự đa năng thì rất là cần thiết cho bất cứ đội bóng nào. Đấy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng may mắn có được Trọng Hoàng, hy vọng Hoàng mới sáng nhưng hòa nhập rất là tốt. Đấy, hy vọng Hoàng cùng về những nhân tố mới về lại đồng đội cũ sẽ tạo nên một cái tập thể gắn kết. Còn Victor Lê thì theo cá nhân tôi thì bạn ấy có tiềm năng để phát triển, thái độ rất là chuyên nghiệp và có cái tư duy của bóng đá, tức là bạn được tập ở một cái môi trường nó bóng đá nền tảng cao hơn, thì cái tư duy của bạn tốt và cần đến một thời gian nữa để bạn ấy thích nghi.